Tập 1. Ngày xưa, có một cô công chúa vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, bị một mụ phù thủy ác độc xấu xa gieo lời nguyền đáng sợ. Từ đó cô chìm vào một giấc mộng dài, không thể tỉnh lại. Mãi đến khi một vị hoàng tử vừa chính trực vừa khôi ngô xuất hiện, chàng phát hiện ra nàng công chúa ngủ sai. Ai có thể cho ta biết tại sao nàng công chúa xinh đẹp thế này lại mãi chìm trong giấc ngủ dài như vậy? Công chúa vẫn luôn đợi chờ hoàng tử xuất hiện, chờ hoàng tử đến đánh thức cô. Trời ơi, đó là hoàng tử của mình. Thư Phi, cậu sao vậy? Thư Phi, cậu sao vậy? Cậu tỉnh lại đi, Thư Phi, cậu tỉnh lại đi. Tôi vẫn luôn đợi chờ chàng hoàng tử của tôi có thể đánh thức tôi từ giấc ngủ sai. Tuy tôi không phải là công chúa, chỉ là một cái cây. Tỉnh lại đi. Tôi từng tưởng tượng ra vô vàn tình tiết được hoàng tử đánh thức, mà không ngờ hoàng tử đánh thức tôi lại là anh. Phi, dậy đi. Phi, mau dậy đi nào. Mấy giờ rồi còn ngủ? Sâu lười. Dậy nhanh đi, mặt trời chiếu đến mông rồi đấy. Ngủ thêm tí nữa đi mà. Cậu mau dậy đi, dậy mau đi. Nhanh lên, dậy đi nào. Mau dậy đi, mau dậy đi. Dậy đi. Dậy mau đi. Mau đi rửa mặt đánh răng. Mình đi mua đồ ăn sáng cho hai đứa mình. Dậy nhanh. Mọi người làm gì vậy? Thiên Thiên à, vậy uống cốc nước đi. Uống nhanh đi, nào. Được rồi bà ngoại, cho uống cà phê là được mà. Thiên Thiên à, mỗi sáng thức dậy phải để bụng rộng uống một cốc nước, vậy mới thải độc. Uống cà phê làm gì chứ, chẳng lành mạnh chút nào. Nào. Phải đấy, chẳng lành mạnh chút nào hết. Thiên Thiên, đủ rồi. Thiên Thiên à, cháu bị cảm à? Thiên Thiên à, cháu nói bà ngoại nghe, một ngày cháu phải uống bao nhiêu cốc cà phê vậy? Thiên Thiên, mẹ nói những điều này chỉ để tốt cho sức khỏe con thôi, không được uống nhiều quá, mỗi ngày một ly là đủ rồi. Nếu không sau này về già sẽ bị loãng xương như bà ngoại đấy. Đủ rồi. Có đi dép đê cũng liên quan gì đến thận? Tất nhiên là có rồi. Vừa rồi mọi người đứng ngoài này nghe, cháu đi vệ sinh hình như cũng không được ổn lắm.
Thiên Thiên à, có phải cháu thấy không đủ tinh khí không? Nói thật với bà ngoại, bà phải tẩm bổ cho cháu. Thiên Thiên à, mọi người nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Phải đấy, phải đấy. Buổi sáng thức dậy nhất định phải đi dép lê, uống nhiều nước. Nếu không thời gian lâu dần, các bộ phận cơ thể sẽ bị hỏng đó. Kể cả thận của cháu làm gì vậy? Hết cả kem đánh răng rồi. Mọi người biết mà, nhìn này, mang đến cho cháu rồi đây. Làm ơn, đừng gọi con là Thiên Thiên nữa. Thiệt tình. Thật hết chịu nổi. Hồi xưa hoàng thượng ăn sáng chắc cũng chỉ đến thế này là cùng. Có phải Thiên Thiên không? Thiên Thiên, nó đi rồi à? Thiên Thiên, Thiên Thiên, Thiên Thiên à. Số 28. Dân, làm ơn đợi một chút. Số 29, số 29. Tôi là số 29 đây. Thật ngại quá. Chào cô, tôi là số 29. Được. Cô gái, cô xem chân tôi không được khỏe, không thể đứng quá lâu. Cháu trai nhỏ nhà tôi cũng đang chờ tôi về. Không sao, vậy để cháu đổi với cô. Để cô này mua trước đi ạ. À. Cô gái, cảm ơn cô. Cô tốt bụng quá. Trông cô... trông cô rất lương thiện. Không sao, đừng để cháu trai cô chờ sốt ruột. Cảm ơn cô nhé. Cho tôi một cappuccino với một bánh taco bò. Dân, phiền cô qua kia đợi chút. Cảm ơn. Số 30. Alo, Phi Phi, mình đang mua đồ ăn sáng cho cậu đây. Chuyện gì vậy? Lát nữa mình mua đồ ăn sáng xong sẽ về. Alo, cậu đang ở đâu vậy? Đang trên đường, cậu nhanh lên đi. Âu Diện và Thiến Thiến lại choảng nhau rồi. Âu Diện và Thiến Thiến ư? Đó là việc của anh chứ. Cậu đừng coi đó cười cợt tôi. Tôi sắp đỡ không nổi rồi. Chương trình còn bao lâu nữa thì bắt đầu quay? Đợi chút, đợi chút. Một tiếng rưỡi. Thế thì chèn một đoạn phát lại. Cho tôi thêm 40 phút. Thế cậu đi đâu? Đi mua đồ ăn sáng. Xin lỗi. Tôi không có ý đâu. Tới khách sạn đặt một phòng, rồi cùng đi ăn với nhau. Giữa ban ngày mà vào khách sạn gì? Ôn Khải. Thư Phi, anh quay quấy à? Quấy là ai? Quấy là một người bạn của tôi. Bạn thôi. Thư Phi, cô ta là ai thế? Tôi hỏi anh, cô ta là ai? Cô bị điên à? Sao lại vậy chứ? Phi Phi đối xử với anh thế nào? Rồi anh đối xử cô ấy thế nào? Ôn Khải. Cô... anh bắt cá hai tay cũng được, nhưng cô ta có thể so bì với tôi sao? Không phải. Em nghe anh giải thích đã. Ôn Khải, dân nghệ sĩ như anh, anh đang làm gì vậy hả? Dám bắt cá hai tay? Cô bị điên à? Sao lại làm vậy chứ? Sao lại làm thế? Phải đi đánh phụ nữ. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Đáng đời, loại gì vậy? Còn dám đánh phụ nữ? Cô đừng có đi. Chảy máu rồi, chảy máu rồi. Anh không sao chứ? Có cần đi viện không? Tránh ra. Đi viện có quái gì? Tôi cho anh biết. Anh cũng đừng có đi. Tôi báo cảnh sát đấy. Được thôi, anh báo cảnh sát đi. Vừa rồi anh ở đây định hành hôn một bà thím đúng không? Mọi người ở đây đều thấy hết rồi. Liên quan gì đến các người? Chân của tôi bị thương rồi. Chị à, mau gọi 120 giúp tôi với. Được, không thành vấn đề. Tôi gọi điện ngay. Lát nữa tôi làm chứng cho. Là cậu ta làm cậu bị thương đúng không? Đúng. Chính là hắn. Được, xem như tôi xui đi. Mau đi. Ngạo mạn gì chứ. Được rồi, chị, tôi không sao rồi. Cảm ơn chị nhé. Tốt quá, giỏi quá, giỏi thật. Chàng trai giỏi quá, giỏi thật. Giỏi thật đó. Chào anh. Anh gọi gì ạ? Não mình bị hỏng rồi à? Sao mình có thể ra tay đánh người được chứ? Bà ơi bà, để cháu gì bà. Bà cẩn thận, đừng vội.
Cảm ơn cô, không có gì, cháu đi trước nhé. Cho cô, mang hết đi, mang hết đi. Cho cô, anh quầy đủ chưa? Mang đi, quầy đủ rồi thì mời anh ra ngoài. Cô làm cho rõ đi, đây là nhà tôi. Tôi biết đây là nhà anh. Anh yên tâm, tháng này tôi sẽ chuyển ra ngoài. Được thôi. Uông Khải, tôi cảnh cáo anh, có chuyện gì thì nhắm vào tôi. Người đánh anh là tôi, còn điên này. Phi Phi, mình nói cậu nghe. Tôi cảnh cáo cô, cảnh cáo cô. Anh làm gì hả? Anh đừng hòng động vào Thư Phi. Cậu ấy chỉ muốn thay tôi đòi lại công bằng. Anh đừng tưởng tôi không biết anh đã làm những gì. Phi Phi, thì ra cậu vẫn luôn biết, phải không? Phải. Mình vẫn luôn biết anh ta hẹn hò với người phụ nữ khác sau lưng mình. Uông Khải, chúng ta đã nói từ đầu, chia tay trong hòa bình lý trí. Nhà tôi sẽ thuê đến tháng này. Hãy tìm được chỗ ở, tôi sẽ chuyển đi ngay. Phi Phi, tên khốn này đối xử với cậu như vậy, tại sao cậu không kể với mình? Cô im ngay. Phải, chúng ta đã nói chia tay yên bình, nhưng giờ cô ta đánh tôi đến nông nổi này. Không chia tay hòa bình nổi nữa. Vậy muốn thế nào đây? Tôi đánh anh đấy. Đừng đánh nữa. Sao nào? Được rồi, chúng ta đi luôn. Tình cảm suốt 2 năm của chúng ta lại như thế này ư? Vậy anh còn muốn thế nào? Muốn tôi cầu xin anh sao? Lâm Phi, Lâm Phi, em nghe anh nói, đừng làm phiền tôi. Tôi không muốn tiếp chuyện với anh nữa. Anh nghe thấy chưa? Phi Phi bảo anh đi đó. Quyền ngay. Cút. Phi Phi, vậy giờ chúng mình nên làm gì đây? Không sao, chị em mình chuyển nhà. Hay là cứ về phòng làm việc trước đã. Tôi không muốn. Tôi phải chờ Lam Thiên tới nói rõ ràng. Mở miệng ra là Lam Thiên, Lam Thiên. Người ta thân cô lắm sao? Hai cô đều bớt vài câu được không? Sao giờ này cậu mới tới? Cậu còn tâm trạng mua bữa sáng à? Áo cậu làm sao vậy? Không sao. Đạo diễn Lam à, chuyện hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích. Nồi tâm quà đó giống là sản phẩm của tôi mà. Ở đây có trứng Benedict, nấm sốt bento, taco bò, thịt xông khói và cà chua nướng cô thích nhất. Để mua cái này mà tôi xếp hàng tận 40 phút đấy. Cô nhìn đi, còn nhếch nhác thế này. Nhưng đạo diễn Lam tôi... Được rồi, nồi là của cô rồi. Thật à? Thật mà. Đạo diễn Lam đúng là rảnh rang. Chương trình sắp bị dỡ bỏ đến nơi rồi, còn rảnh mà quan tâm tới nồi chả của người ta. Thiến Thiến, sang phòng nghỉ luôn đi. Hai người vừa cãi nhau một trận, giờ chắc phải mệt lắm rồi. Tôi đâu muốn cãi nhau với cô ta. Đi thôi, đi đi, đi nào. Giờ mau đi. 15 phút sau, chuẩn bị vào phòng quay, được chứ? Được. Xe lách trứng cá ngừ, kèm khoai tây sốt kem, nấm mỡ ruộng và nấm cục. Còn có thêm một ly nước táo ép, đẹp da, mà Thiến Thiến không có. Chẳng phải cô nói mắt bị đau sao? Chủ tịch đại nhân, chúng ta làm việc nào? Tôi nói canh này, mặt mũi cũng đẹp trai, mà sao chẳng thú vị gì hết? Ngày nào cũng như khúc gỗ vậy, tẻ nhạt. Cậu thuyết phục Âu Diện thế nào vậy? Tôi cho quấy nồi rồi. Cậu bảo cho Thiến Thiến nồi rồi mà. Đúng, nhưng tôi có nói cô ấy nồi nào đâu. Sao vậy? Lại dị ứng rồi à? Phụ nữ. Được rồi, làm việc thôi. Được, làm việc thôi, làm việc thôi. Phi Phi, nào, uống nước đi.
Phi, mình biết cậu định nói gì, nhưng mình thực sự không sao đâu. Chuyện lớn như vậy mà sao cậu không kể với mình? Chuyện này có gì mà kể, đâu phải chuyện gì đáng tự hào. Với cả mình sợ cậu lo, vốn dĩ mình định tìm được nhà rồi mới kể với cậu. Biết thế vừa rồi mình đã nện hắn vài cái. Thưa Phi, thế giới này chỉ có cậu là tốt với mình nhất. Tất nhiên rồi, cậu là công chúa Phi Phi của mình. Mình sinh ra là để bảo vệ cậu. Lần sau nếu còn để mình gặp lại thằng khốn đó, mình không giết hắn không được. Không sao, thôi bọn mình đi tìm nhà mau đi. Cậu đừng quên, mai bọn mình còn phải đi phỏng vấn nữa. À đúng, đúng, bọn mình đi thôi. Đi, đi, cầm theo nước. Lát nữa cô nói phần này, máy quay sợ góc đó, cô nhớ giơ nồi cao lên. Rồi thì... Được, tôi hiểu rồi. Nào trường quay chuẩn bị, đếm ngược 5, 4, 3, 2. Mua sắm gia hữu nhưng đôi hạnh phúc. Chào mọi người, tôi là chuyên gia mua sắm của bạn Ân Diện. Hôm nay mang đến cho quý vị bộ sản phẩm nồi thép tụ nhiệt Tam Hòa, biến nhà bếp của bạn thành một thiên đường nghệ thuật. Các người mẫu Ân Diện làm thí nghiệm. Chúng ta hãy cùng xem chiếc nồi này mang đến cho chúng ta bất ngờ thế nào. Giữ trọn sắc, hương vị. Các máy số 2, tôi nghĩ đây chính là sức hút của món ăn ngon. Mẫu nồi này sẽ đảo lộn hoàn toàn mọi sự ý tưởng của quý vị về việc nấu nướng. Ân Diện kết đi. Chất liệu gốm sinh học kích thước nano dùng cho y tế. Ở 360 độ tốt cho sức khỏe. Đây chính là nồi Tam Hòa, số lượng có hạn, mức giá ưu đãi. Mau nhấc máy lên rồi đặt hàng nào. Hoặc mở điện thoại của bạn ra, đăng nhập vào ứng dụng Huệ Gia Hữu. Đặt hàng ngay có thêm nhiều ưu đãi. Được rồi, nói VCR. VCR đi. Đạo diễn Lam, số cuộc gọi của bên chăm sóc khách hàng bùng nổ rồi. Anh tài quá đi mà. Lát nữa quay xong tôi mệnh đi ăn nhé. Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi. Đạo diễn Lam, sao vậy, có việc gì à? Chốc nữa anh có thời gian không? Tôi muốn thảo luận qua với anh về máy chạy bộ. Tôi đã gửi phương án về máy chạy bộ về email cô rồi. Lát nữa cô qua gặp tôi nhé. Alo, sao thế? Chị Ân Diện, Thiên Chân đi gặp bạn quen qua mạng rồi. Chị nói chậm thôi, em mau giúp chị bắt nó gì đi. Bọn nó gặp ở đâu? Phi Phi, bọn mình ngồi một tí. Số này không ai bắt máy. Căn này thì phòng quá nhỏ. Thưa Phi, thôi hôm nay chúng ta đừng tìm nhà nữa. Chân mình sắp không phải của mình nữa rồi. Bọn mình tìm tạm khách sạn nào ở đã. Ngày mai tìm tiếp. Nếu không buổi phỏng vấn ngày mai toan là cái chắc. Thuê khách sạn phí tiền lắm. Được rồi, ngoan đi, tìm thêm chút. Nhưng mình mệt quá. Được rồi, bọn mình tìm tiếp xem thế nào. Nếu vẫn không được thì thuê khách sạn sao? Cậu nhìn này, bọn mình tìm thử căn này trước đi. Căn này có vẻ khá gần chỗ bọn mình đó. Nhưng mình đói rồi. Cậu đói rồi à? Hay là cậu vào siêu thị mua chút gì ăn đi. Mình ở đây đợi cậu. Được rồi, đi mau đi. Mình ở đây đợi cậu. Một, ba, tám. Chân Thiên Chân, cứ đứng lại đấy. Con ranh này, cậu bỏ tay ra. Con ranh này, học thói trốn học từ bao giờ thế? Còn dám chạy đi gặp bạn quen qua mạng. Nhỡ đó là người xấu thì sao? Cháu có biết nguy hiểm thế nào không? Về nhà với cậu. Chị ơi, chị cứu em với. Mà cứu em với. Lát nữa về nhà cho cháu chịu đủ. Qua đây ngay, qua đây. Anh làm gì thế? Qua đây. Anh làm gì vậy? Anh là ai? Phi Phi đối xử với anh thế nào? Dân nghệ sĩ như anh làm cái chuyện gì vậy? Gã biến thái này cứ bám theo em. Chị nhất định phải cứu em. Thiệt tình, cậu biến thái phải không? Qua đây, biến thái, anh bỏ tay ra. Anh định làm gì một cô bé? Cô điên à, tôi là cậu nó. Chị đừng nghe hắn lừa. Em không quen hắn thật. Tôi bảo anh bỏ ra, anh không nghe thấy hả? Tôi bảo anh bỏ ra. Chạy mau đi, chạy mau. Mụ điên này. Chân Thiên Chân, anh đừng qua đó, Chân Thiên. Mụ điên này, biến thái.
Chú cảnh sát ơi, đằng kia có kẻ biến thái. Cái cô này bị bệnh hả? Bỏ tay ra, anh làm gì thế hả? Bỏ ra, bỏ cô ấy ra. Đau chết mất, tay tôi. Có chuyện gì vậy? Đồng chí, chính là tên biến thái này. Hắn vừa bắt nạt một bé gái. Mà bắt hắn lại đi. Cô nói linh tinh gì vậy? Đúng, bắt lại. Cái anh định làm gì? Bóc lực đi, thằng biến thái. Chuyện mau, tôi không phải biến thái gì đâu. Bé gái đó là cháu tôi. Nói nhảm ít thôi, đi với tôi một chuyến. Em gái. Được rồi, mệt chết mất. Có chuyện gì vậy em gái? Rớt cả bánh mì rồi, mình còn chưa ăn. Không sao, lát nữa bọn mình kiếm chỗ nào ăn một chút. Xảy ra chuyện gì vậy? Là em gái này vừa rồi bị tên biến thái có bắt nạt em ấy. Mình không nhìn nổi nữa, đành ra tay vì lễ phải thôi. Còn không sao chứ, không sao. Chị, cú hút đầu của chị băng nải đỉnh thật đấy. Cảm ơn chị. Vậy bọn mình có đi thuê nhà nữa không? Còn thuê gì nữa? Hai đứa mình đều mệt gần chết rồi. Kiếm đại khách sạn nào nghỉ tạm đã. Chị, hai chị đang muốn thuê nhà à? Ừ. Vậy hai chị về nhà với em đi. Vừa hay mẹ em là chủ nhà, có nhà muốn cho thuê. Thật không vậy? Thật mà. Hai chị về nhà với em, đảm bảo hai chị ký luôn hợp đồng, xách vali vào ở. Mẹ, con về rồi. Con nanh chết tiệt này còn biết về cơ đấy. Hai cô này là... Đây là hai chị đã cứu con ở dọc đường. Chào chị, tôi là Thư Phi. Cô ấy là Lâm Phi. Vừa rồi Thiên Chân đi trên phố, bị một tên biến thái quấy rối. Chúng tôi tình cờ đi qua nên giúp em ấy chút. Biến thái à? Con xem con đó Chân Thiên Chân, mọi ngày mày dặn con thế nào? Con là con gái, phải biết tự bảo vệ mình, con biết không? Hôm nay con bị kẻ xấu dòm ngó rồi phải không? Con có biết mẹ lo lắng thế nào không? Suýt nữa thì mẹ định ra đồn công an báo án rồi. Mẹ còn nhờ cậu con. Mẹ. Ờ mẹ nè, vừa dặn hai chị đây muốn thuê nhà nên con đưa họ về đây. Hai cô muốn thuê nhà à? Nghe Thiên Chân nói chỗ chị có phòng trọ cho thuê à? Có thể cho chúng tôi xem thử không? Sao hai cô không nói sớm? Vậy được, tôi đi lấy chìa khóa nhé. Lát nữa xử lý con sao? Thiên Chân, không sao. Mẹ em cũng chỉ lo lắng cho em thôi nên mới sốt ruột thế thôi. Con, ngoan ngoãn ở yên trong nhà cho mẹ. Đợi mẹ về sẽ tính sổ với con. Được rồi, vậy chúng ta đi. Bọn chị đi nha. Cậu già, lần này thì nhục mặt ê chề rồi nhỉ. Cứ thích lắm chuyện cơ. Alo. Được, tôi tới ngay đây. Sao đây? Không ai nghe máy hay tắt máy rồi? Là điện thoại của chị họ tôi không ai bắt máy.
Những lời tôi nói đi là thật mà. Bé gái đó là cháu gái tôi thật. Phải rồi, các anh xem. Đây, chính là bé gái đó. Nó tên là Chân Thiên Chân. Cái người bên cạnh là mẹ nó, là chị họ tôi. Người này là ai? Đây này, đó là mẹ tôi. Tóm lại tôi không phải biến thái. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của chị tôi, đi bắt con cháu gái trốn học của tôi. Tôi không thể vì cậu có ảnh của bé gái đó mà thả cậu ra được. Hơn nữa, biết đâu bức ảnh đó là cậu ghép vào thì sao? Thiệt tình, sao tôi có thể làm chuyện nhạt nhẽo thế được? Tôi phải nói thế nào mới tin đây? Nếu cậu có thể gọi được cô bé đó đến đây để quấy thanh minh cho cậu thì tôi sẽ tin. Lam Thiên, cuối cùng cậu cũng tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Nói ra dài lắm. Không dài. Bạn cậu ngang nhiên sàm sỡ phụ nữ ngay trên phố. Anh sàm sỡ? Có phải thật không? Tất nhiên không phải rồi. Nào, vào đi. Nào, 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 vào đi, vào đi. Vào đây. Xem thử nhà của tôi. Mẹ Thiên Chân, căn nhà của chị y như mới vậy. Đừng khách sáo với tôi. Sau này cứ gọi tôi là chị Tinh Tinh. Có hết cả nội thất luôn. Căn này, sau khi người thuê trước đi, tôi đã dọn dẹp sắp xếp lại hết một lượt. Tôi thanh minh một điểm trước nhé. Con người tôi đây không có tật gì, chỉ là hơi ưa sạch sẽ. Tôi cũng không yêu cầu gì về khách thuê. Chỉ có một điểm là lúc các cô chuyển đi, phải khôi phục lại nhà của tôi như lúc ban đầu. Điểm này chị cứ yên tâm, tôi cũng mắc bệnh ưa sạch sẽ. Ngày nào tôi cũng sẽ dọn dẹp căn nhà của chị thật sạch, không một hạt bụi. Vậy thì tốt. Chị Tinh Tinh, giá thuê tính thế nào ạ? Tiền thuê à? Các cô cũng thấy rồi đấy. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm, nội thất không thiếu thứ gì. Điện nước tự trả, 4.500 một tháng, bao gồm phí quản lý. 4.500 sao? Ừ, 4.500. Tôi nể tình các cô của con gái tôi mới ra giá 4.500 đấy. Khách trước tôi lấy tận 5.000 cơ. Chị Tinh Tinh, chuyện là tôi biết chị là người tốt, giả lại cũng lấy rẻ cho chúng tôi rồi. Nhưng tôi và Phi Phi chỉ vừa mới lên đây kiếm việc, thực sự không thuê nổi căn nhà đắt thế này. Vậy cũng không được. 4.500 đã là rẻ lắm rồi. Chị lấy rẻ thêm chút nữa đi. 4.000 được không? 4.000 không được. Hay là hai cô suy nghĩ thêm đi. Tôi không ép. Chị Tinh Tinh, chị Tinh Tinh, hay là chúng ta nghĩ thêm cách gì khác đi. Tôi với Thư Phi thực sự rất thích ngôi nhà này. Phải đấy. Chị xem, chúng ta có duyên như vậy. Chúng tôi có con gái chị nên mới quen được chị. Nói thật chứ, vừa rồi chị mà không nói chị là mẹ của Thiên Chân, chúng tôi còn tưởng chị là chị gái của Thiên Chân chứ. Thế à? Trông tôi trẻ thế cơ à? Nói chị là mẹ của em ấy, ai tin nổi chứ. Hơn nữa tôi thấy chị có vẻ rất đau đầu về Thiên Chân. Có phải mấy rất khó bảo không? Chứ sao nữa, con bé nhà tôi ngày nào cũng chống lại tôi, bảo nó học cứ như muốn lấy mạng nó vậy. Hay là vậy đi, sau này tôi đang làm ra sẽ dành ra chút thời gian làm gia sư cho Thiên Chân, hằng ngày kèm em ấy học. Như vậy em ấy sẽ không suốt ngày chạy ra ngoài làm chị lo nữa. Sao cô biết giờ tôi đang phiền vì chưa tìm được gia sư? Chị Tinh Tinh, chị không biết đâu, lúc Phi Phi còn ở trường đã là học sinh ba tốt, thường xuyên giành học bổng. Có Phi Phi dạy kèm cho Thiên Chân, kết quả học tập của Thiên Chân chắc chắn sẽ tăng vọt thật đấy. Thế à? Vậy 4.000 đó, 4.000 đi mà chị. Hai cô bé này khéo ăn khéo nói quá đi. Được rồi, 4.000 thì 4.000, cho hai cô thuê đấy. Cảm ơn chị Tinh Tinh. Nhưng việc học của con gái tôi sau này giao cho hai cô đấy nhé. Điểm này chị cứ yên tâm, không thành vấn đề. Được, vậy thì chốt. Vậy là cậu bị cháu gái mình đưa vào sở cảnh sát sao? Chính xác thì là một mụ điên. Mụ điên nào vậy? Chưa từng gặp người phụ nữ nào thô lỗ như cô ta. Thảo nào bị bạn trai đá. Không ngờ trên đời này còn có kiểu phụ nữ mà Lam Thiên không đối phó nổi. Tên đó còn chẳng tính là người bình thường, đầu óc có vấn đề.
Đừng danh. Thư gửi ai thế? Có gì mà xem? Cho mượn xem chút đi. Xem tí, chúng ta không phải anh em tốt sao? Không sao đâu mà. Nào, đưa tôi. Xem tí. Kỳ Nhiên, đi, làm gì thì làm đi. Cậu đi đâu đấy? Xem tí đi mà. Cho bọn tôi xem tí đi. Đi. Cho tôi xem tí thì sao nào? Thư Phi. Em giúp anh gửi Lâm Phi được không? Cảm ơn em nhé. Của cậu này. Sao cậu lại dứt thư đi? Còn chẳng thèm nhìn một cái. Mấy thứ trẻ con này mình chẳng xem đâu. Nhưng mà có khi người ta chỉ muốn làm bạn qua thư với cậu thôi. Nhưng đó là đàn anh viết mà. Đi thôi, cậu vẫn chưa về nhà. Chờ mình chút, mình tới ngay đây. Được thôi. Nếu đàn anh mà biết thư anh ấy viết cho Lâm Phi bị cậu ấy dứt đi thì sẽ buồn lắm. Thư Phi. Đàn anh. Thư anh nhờ em gửi. Em đưa Lâm Phi chưa? Cô ấy không trả lời gì đó sao? Cậu ấy... Đàn anh, anh cũng đừng buồn quá. Lâm Phi đang bận học. Đợi cô ấy thi xong sẽ viết thư gửi lại anh mà. Ra là vậy à? Cảm ơn em. Lâm Phi trả lời thư anh rồi. Cảm ơn nhé, Thư Phi. Đàn anh, nếu sau này anh vẫn muốn viết thư cho Lâm Phi thì cứ gửi hết cho em. Anh biết mà, Lâm Phi không muốn gây rắc rối cho mình. Được. Thư Phi, sao thế? Cô làm gì đó? Mình đang dọn đồ. Làm gì vậy? Giấu giếm gì đó? Không có. Có bí mật nhỏ nha. Có còn là chị em không? Làm gì có bí mật gì? Bộ này là cậu mới mua à? Đẹp đấy. May mặc đi phỏng vấn. Khá lịch sự phải không? Chẳng phải cậu chưa có trang phục đi làm sao? Mình phối cho cậu vài bộ nhé. Thôi, một đứa tomboy như mình mặc kiểu này trông dị lắm. Không được. Mai mình phối đồ cho cậu. Cuộc phỏng vấn của bọn mình nhất định phải thành công. Lần này nhất định phải thành công. Nếu không là mình phải về quê thật đấy. Điều tại chứng ngủ rũ của mình. Nếu không bố mẹ mình cũng đã không lo. Mình làm việc xa nhà sẽ gặp chuyện. Thế nên, mai bọn mình phải coi cái chết nhẹ tựa Long Hồng, ở lại mua sắm gia hữu. Nhất định phải thành công. Cố lên.
đau quá. Chìa khóa mình đâu? Có cần phải xui thế này không? Đau đầu quá. Phi Phi, mình đi mượn chị Tinh Tinh ít bột giặt nhé. Chó kẻ trộm! Bắt kẻ trộm! Nó không phải kẻ trộm! Cô làm gì? Cô là tên khốn nạn nha anh! Biến thái! Anh bám đuôi tôi phải không? Có kẻ trộm, tôi không phải kẻ trộm. Chị Tinh Tinh, có kẻ trộm. Nhỏ tiếng thôi, có trộm mau tới đây. Im nào, nói nhỏ thôi, nhỏ tiếng thôi. Im miệng. Bắt kẻ trộm. Biến thái. Cô Phi, cứu giới. Cô Phi, cứu giới. Sao vậy, sao vậy? Đừng nhìn, không phù hợp với trẻ em. Biến thái. Thiên Thiên. Thiên Thiên. Sao rồi? Thiên Thiên, em sao rồi? Không sao chứ Thiên Thiên? Ai bảo anh dám sờ tôi? Thằng biến thái này bắt nạt Thiên Chân xong lại đến bắt nạt tôi. Chị Tinh Tinh, chị mau báo cảnh sát đi. Chính tên biến thái này bắt nạt Thiên Chân trên phố. Sao cô còn đánh nữa vậy? Cô nói gì thế hả? Biến thái cái gì? Nó là em trai tôi. Cậu của Thiên Chân. Em trai, em không sao chứ? Cô bị thần kinh à? Sao có thể chứ? Thiên Chân bảo không quen hắn mà. Ai bảo thế? Thiên Chân bảo. Chị ơi, Chân, Thiên Chân. Em trai không sao chứ? Em không sao. Sao rồi? Được rồi Thiên Thiên, đừng giận nữa. Chỉ là một hiểu lầm thôi mà. Lát nữa chị sẽ dạy dỗ Thiên Chân một trận. Được rồi, cửa mở rồi. Được rồi à, bao nhiêu tiền? 300 tệ. Đây tôi gửi. Cảm ơn. Không có gì, tạm biệt. Tạm biệt. Vậy mới nói. Em mà để chìa khóa ở chỗ chị thì có phải hôm nay đã không xảy ra chuyện thế này không? Thiên Thiên. Thiên Thiên, nhìn cái bộ dạng anh ta kìa. Vào đi, vào đi. Thiên. Thiên Thiên, chị còn chưa nói hết. Sao đã đóng cửa rồi? Thiên Thiên, em giận thì giận, nhưng lát nữa phải kiểm tra kỹ lại mình đấy. Đừng để bị thương ở đâu. Thưa Phi, sao cô thô lỗ quá vậy? Hơn nữa, cô đánh người đánh vào đâu không đánh, lại cứ đánh vào. Cô có biết Thiên Thiên là báo vật của nhà chúng tôi không? Tôi có đúng một thằng em trai đó. Tại lúc đó tôi nôn nóng quá. Xin lỗi nha. Chị Tinh Tinh, chuyện hôm nay đích thị là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ tìm cơ hội đi xin lỗi em trai chị. Chị xem sau này chúng ta là hàng xóm rồi, đúng không Thư Phi? Đúng. Hôm nào tôi nhất định sẽ đi xin lỗi Thiên Thiên. Vẫn là cô hiểu chuyện, biết cư xử. Con gái con đứa, sau này làm gì cũng đừng có bốc đồng như vậy. Làm gì vậy? Hấp ta hấp tấp. Tôi biết rồi. Được rồi, tôi về trước đây. Đi thôi. Bọn mình cũng về đi. Ai biết được anh ta là cậu của Thiên Chân chứ? Mình cũng bị Thiên Chân chơi xỏ nên mới ra tay đánh anh ta chứ bộ. Cậu đó đúng là nên sửa cái tính nóng nảy của cậu đi. Thế mà là nóng nảy gì chứ? Đó gọi là chính nghĩa. Phải, như cậu gọi là chính nghĩa.
Nhưng cậu gặp chuyện gì, hãy nghĩ thêm 3 giây. Hẳn phát huy sự chính nghĩa của mình được không? Cũng có mất miếng thịt nào đâu. Mình nói cậu nghe, bây giờ tên Thiên Thiên kia cứ nhìn thấy cậu là muốn bóp chết cậu đó. Thôi bỏ đi, mình có quá nhiều chuyện phải lo toan rồi. Riêng chuyện đừng ngủ gật lúc phỏng vấn thôi đã đủ để mình phiền muộn lắm rồi. Cái này thì cậu không cần lo đâu. Cứ hễ cậu muốn ngủ là mình sẽ đánh thức cậu dậy. Được rồi, mình phải ngủ sớm cho xinh đẹp đây. Cậu cũng ngủ sớm đi nhé, kiểu ngày mai không đủ tỉnh táo. Được, mình phơi xong đống quần áo này rồi sẽ về ngủ. Ok. Không sao. Mẹ đừng nghe chị nói linh tinh. Cái gì? Mẹ muốn đến thăm con hả?